chị không sao chứ? Anh gọi cô ta là gì? Đây là chị cả của tôi, trưởng công chúa của Mộ Thị. Năm đó cha mẹ mất sớm, chúng tôi vẫn còn nhỏ. Nhờ có chị cả của tôi, dựa vào sức một mình chị ấy mới có thể ổn định được tập đoàn Mộ Thị. Tô Vũ Ninh vừa rồi, cô thật lớn gan, không có em nào dám. Chị cả hiểu nhầm, đều là hiểu nhầm thôi. Hiểu nhầm, nếu tôi chỉ là một nhân viên dọn vệ sinh bình thường, cô còn cảm thấy đây là hiểu nhầm không? Chị cả là em suy nghĩ không chu đáo. Tất cả chỉ là hiểu nhầm mà thôi. Thật thật ngại quá, chị bớt giận. Hai anh em nó, lúc nhỏ không nghe lời, cũng phải ăn đòn. Huống hồ là cô, lại còn dám ra oai tác quái ở địa bàn Mộ Thị. Chị cả, không phải là chị muốn đánh em đấy chứ? Vân Xuyên, dạ, gia pháp. Vâng. Tô Vũ Ninh, nếu cô còn muốn làm con dâu của Mộ gia tôi, nếu còn muốn bước vào cánh cửa Mộ gia, thì gia pháp này, dù thế nào cô cũng không tránh được. Chị ơi, vừa rồi em chỉ là nhất thời hồ đồ. Dừng, tiếng chị này gọi quá sớm rồi. Chị, em thật sự tưởng rằng chị là một người ngoài không liên quan. Em sợ chị đến công ty để gây rắc rối. Chị, xin lỗi. Rốt cuộc chị muốn thế nào mới chịu tha thứ cho em? Vậy có phải cho dù tôi nói gì cô cũng làm theo không? Tất nhiên rồi. Vậy được, quỳ xuống. Chị cả. Chị cả, anh cả trước đây đã dặn dò em phải bảo vệ chị dâu chu toàn. Chị khiến cô ấy bẽ mặt trước nhiều người, như vậy sau này cô ấy sao có thể có chỗ đứng ở Mộ Thị nữa. Vậy cô ấy, Hạ Tinh Hà mới là người phải chịu đủ mọi sự bắt nạt của cô. Tô Vũ Ninh, xin lỗi Hạ Tinh Hà. Cái gì, dựa vào đâu mà em phải xin lỗi con tiện? Xin lỗi cô ta, em cũng không có lỗi với cô ta. Cô ỷ mạnh hiếp yếu, ỷ thế hiếp người, cô gây rối vô lý, có chỗ nào là không làm sai? Tinh Hà, chị hỏi em trả lời cho chị. Tô Vũ Ninh, có phải người hai mặt bắt nạt em nhỏ yếu không? Có. Tô Vũ Ninh, có tạo tin đồn vu oan cho em bắt nạt em còn trẻ tuổi không? Cũng có. Tô Vũ Ninh, có ỷ thế hiếp người bắt nạt em nghèo không? Đều có. Rất tốt, Tô Vũ Ninh, còn không xin lỗi Hạ Tinh Hà. Mộ Trường Phong xem cô là vị hôn thê, yêu chiều cô vô độ. Chuyện này tôi sẽ từ từ tính với nó. Bây giờ cô xin lỗi Hạ Tinh Hà. Hạ Tinh Hà xin lỗi. Cô nói gì? Tôi không nghe rõ. Xin lỗi? Vẫn chưa nghe rõ. Chị, em thật sự sai rồi. Tinh Hà, em có đồng ý tha thứ cho cô ấy không? Chị Diệp Nhiên, em suy nghĩ thêm một chút. Suy nghĩ thêm có nghĩa là vẫn chưa tha thứ. Tô Vũ Ninh, Mộ gia tôi cũng phải suy nghĩ thêm có nên tiếp nhận cô bước vào cửa Mộ gia chúng tôi hay không. Chị cả, em thật sự sai rồi. Chấp hành gia pháp. Tinh Hà, em nói cho chị biết, em có mang thai không? Chị Diệt Nhiên, em không có, tất cả đều là Thi Chân Chân đang nói dối. Thật sao? Thật, nếu như em biết bản thân mình mang thai, sao còn đến làm việc ở đây chứ? Phép tắc Mộ Thị nghiêm như vậy, Thi Chân Chân cô ấy chỉ là muốn em mất đi công việc mà thôi. Thi Chân Chân, chuyện này là thật sao? Tôi không biết, tôi không biết, tôi thật sự không biết. Đứa trẻ là Đại tiểu thư, cô tha cho tôi lần này đi, sau này tôi không dám nữa. Mong cô tiếp tục cho phép tôi ở lại làm việc. Cô tự đến phòng nhân sự làm đơn từ chức đi. Những người khác ra ngoài đi. Vân Xuyên, em ở lại, chị có chút chuyện muốn nói với em. Thi Chân Chân, cô đợi chút. Tinh Hà, tôi thật sự không biết. Tôi không biết cha của đứa trẻ lại là, cho dù cô làm thế nào để lấy được tài liệu tôi mang thai, có phải cô đã nhìn thấy tên của cha đứa trẻ không? Tôi không có, tôi không biết, tôi chẳng nhìn thấy gì cả. Chị Diệt Nhiên, chị vẫn ổn chứ? Tinh Hà, em sắp tan ca rồi đúng không? Đúng thế, sao vậy? Có một thằng vô lương tâm không biết làm em trai ngoan của người ta như thế nào. Chị cãi nhau với nó rồi, bây giờ không có nhà để về. Em có thể cho chị ở nhờ không? Chị Diệt Nhiên, đây chính là nhà của em, tuy không sang trọng được như Mộ gia, nhưng chị đừng chê. Không chê, không chê. Cha mẹ em đâu? Sao không thấy họ? Chắc là về quê thăm họ hàng rồi. Em đi rót cho chị cốc nước. Được được. Alo, ai đấy? Lục Hạo Văn, tôi muốn anh hôm nay nghĩ cách tra cho rõ Hạ Tinh Hà rốt cuộc có mang thai hay không. Mau chóng cho tôi câu trả lời. Được, tôi biết rồi. Cô là, không cần anh quản. Tinh Hà, vị này là, tôi là vị hôn phu của
Hạ Tinh Hà, chúng tôi sắp kết hôn rồi, vị hôn phu, Tinh Hà là thật sao? Em không muốn gả cho anh ta. Được được được, bây giờ em không muốn gả cũng được, anh sẽ luôn chờ đợi em. Dáng vẻ giả bộ thâm tình của cậu trông rất buồn nôn, trông cô nói chuyện có vẻ như cũng rất cay nghiệt, ai cũng có thể nhìn ra anh đang giả vờ, cần gì phải thế chứ. Tinh Hà ở lâu mới biết lòng người, anh yêu em, nếu không sao anh lại mua sầu riêng mà em thích ăn nhất cho em chứ.